Xin chào anh em. Hôm nay là tiếp tục cái xe mà hôm bữa mà đi 2600 cây mà không đổ nhớt, không có giọt nhớt nào trong mà xe đi 2600 cây anh em. Đây cái nhớt này là mới thay cách đây 3 ngày này. Mấy ông nội vô kêu trời ơi thay nhớt không vệ sinh cho người ta. Tại vì cơ bản là nhớt này đổ vô là để xúc lại anh em ha. Thì đây, cái nhớt này vừa tháo ra nó cũng đen thui anh em. Mới thay có 3 ngày vô xúc lại máy này ha. Có đen thui luôn, thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ tháo thử cái xe mà chạy 2600 cây mà không có nhớt này, coi máy móc nó thế nào đó, coi lòng cái nồi đồ nó có xước sát như thế nào. Còn mấy ông lên chửi rồi, cái này là tai nạn thôi. Nhiều khi mình ngoài anh em thợ mà mình cũng phải thông cảm với nó. Nhiều khi được gọi là tai nạn không đáng có, nhưng mà cái này hơi ẩu xíu, cái này là quá ẩu chứ mày, hơi ẩu nữa anh em đó. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ tai nạn đó, thì không ai mong muốn. Thì cái này thì anh chủ xe lên gặp bên chỗ nhớt rồi, người ta cũng chấp nhận chịu trách nhiệm anh em ha. Đó, làm ăn như vậy thì cũng ok, không đến nỗi. Mình lên mình sợ nhất đó, là mấy ông thần làm xong thì chối bỏ trách nhiệm thôi, cái đó mới ớn ăn. Chứ còn lên chấp nhận trách nhiệm thì ok đó. Đây anh em, cổ bô này, cổ bô bữa gắn này, chạy một tour Vũng Tàu về lên màu đó. Còn máy móc thì bây giờ vẫn êm ả ngon lành em ha. Giờ mình tháo ra thôi để cho anh em biết nó Suzuki nó bền thế nào. Còn nhiều khi có những cái tai nạn thì không ai mong muốn anh em. Đó. Nhớt thì nó đen thui, nhớt này là nhớt mới thay 3 ngày này. Nhớt mới thay 3 ngày ra nó đen thui anh em thấy không? Tại vì cơ bản là xe trước đó chạy không có nhớt thì máy nó nóng mà. Đây là cái nồi nó bị dính vô. Nó rồi mở ra cái nồi chắc không còn cái gì cái nồi đâu. Thì giờ mình sẽ rã nồi ra lại cho anh em coi. Anh em chờ xíu nha. Mình sẽ không quay cái khúc tháo đâu, thời gian đó. Rồi, giờ mình sẽ tháo cái nồi cho anh em coi ha. Đây. Cái nồi sâu 2600 cây. À, thì cái lốc đây kia nha, cái lốc vẫn sạch bo nha em ha, cái lốc không có bị gì hết á. Rồi giờ mình sẽ tháo tới cái bộ bốn nồi cho anh em kiểm tra, súng bắn cho lẹ. Để mình coi cái máy Suzuki nó bền cỡ nào. Vì cái lò xo là thấy bình thường này anh em ha, không đến nổi ha. Không lẽ 2600 cây không có nhớt mà không bị gì hết ta. Không, thấy vậy là thấy không đến nổi rồi. Thì con này bây giờ mình sẽ thay bộ bộ nồi là STBRRGS anh em ha. Bộ này là đi hơi bị ngon luôn á. Lò xo nồi luôn. Lò xo nồi STBRRGS đây nha. Đó. Đếm đẹp nè. Wow. Chạy đây nha. Chạy sau 2600 cây mà không bỏ nhớt này. Không xi nhê luôn. Đâu bị gì đâu. Vẫn bình thường, vẫn còn đẹp. Vẫn đẹp chán. Quá trâu bò thiệt luôn á. Bộ nồi không ảnh hưởng gì anh em ha. Đó. Đây cho mấy ông kêu là tháo bộ đồ lòng ra là bấy bá hết. Đây mình tháo bộ đồ lòng ra cho anh em coi nè ha. Đó, vẫn còn len keng hết, lá sắt không cháy nha. Lá bố chỉ là chỉ hơi vàng đi thôi. Vàng là bình thường anh em ha. Mọi thứ đều ổn, không đến nổi. Vẫn chuẩn cơm mẹ nấu. Cứ đến nồi trong nó hơi sọc một xíu anh em ha. Vẫn ngon lành, không đến, không có gì hết, không ảnh hưởng gì hết. Cái đế trong nó hơi sọc thôi anh em ha. Kinh khủng. Đây nha. Lá bô zin này ha. Thì tại sao mà phải thay lá bô zin đây nha? Mình cho anh em so sánh anh em coi luôn này. Cái tiết diện của lá bô zin á, nó chỉ anh em thấy không, nó chỉ ăn được khoảng 45% trên mặt bố thôi,
khi mà nó tiếp xúc với thép ấy, nó chỉ bám được có 45% mà. Trong khi anh em đi cái bố mà giống cái bố Raider Sunker đời cũ hoặc là mấy cái bố độ á, thì diện tích tiếp xúc của nó lên tới 90% lần đó. Bởi vậy là cái độ bắt nó sẽ hơn rất là nhiều đấy nha. Đây, rồi anh em thắc mắc cái nồi mà chạy không nhớt sau 2600 cây nó thế nào thì bây giờ mình đã có thông tin rồi anh em ha. Đó. Không xin nhê. Giờ mình sẽ tiến hành thay bố nồi, thay lá sắt khác cho em trai luôn. Đi bắt hơn, ngon hơn. Rồi, xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần tiếp theo nhé.